sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách xem mã ảnh để chọn ảnh chỉnh sửa gửi về cho studio. Khi mọi người nhận được link ảnh từ bạn chăm sóc khách hàng thì mình sẽ bấm vào cái link này. Giả sử đây là bức ảnh mọi người muốn chọn ấy, sau đấy mình bấm vào cái chữ Y khoanh tròn ở góc này. Thì đây là mã ảnh của nó này, nó là BON0066. Mình sẽ ghi lại số 0066 để gửi lại cho studio để các bạn kỹ thuật viên ấy sửa cho mình. Hay mình chọn ảnh này chẳng hạn, ấn vào chữ Y khoanh tròn thì mã ảnh sẽ ghi lại là 0081, rồi mình sẽ gửi lại cho các bạn kỹ thuật viên. Em xin cảm ơn.